Dạ, khoai tây xin chào buổi sáng không bà cô chú. Chào. Hai bao khoai tây sáng sớm dậy chưa kịp đi làm là đã đẩy khoai tây đi siêu thị nè, nhìn cái mặt mới ngủ dậy nè, còn say ke nè ông bà cô chú ơi. Đó, cái mặt mới ngủ dậy sáng đó ấy. À, bây giờ là mới có 7 giờ sáng à. Khoai tây hôm nay ngủ dậy sớm cho nên là ba quyết định là đưa khoai tây đi siêu thị mua bánh mì. Ok đi thôi. Khoai tây đi mua bánh mì sáng nè ông bà cô chú ạ. Bởi vì sáng sớm thành ra cho nên là sương nó còn, với lại mặt trời chưa lên hẳn cho nên thành ra là hơi lạnh. Hơi lạnh cho nên ra ra đường khoai tây bận rất là ấm nè ông bà cô chú ạ. Chứ còn hả, trưa trưa là bắt đầu là bận đồ rất là mát mẻ ha con ha. Cái mặt mới ngủ dậy còn se ke nè ông bà cô chú. Khoai tây sáng sớm đi ra siêu thị. Chứ bình thường khoai tây đi siêu thị toàn là chiều tối không mà. Hôm nay mới là đi 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 sáng sớm đi siêu thị đầu tiên luôn á. À, cô chú nhìn xem nè, khoai tây bà già đi chợ. Thấy hơi lạnh lạnh cho nên lấy mền. Cái là lấy khăn trùm lên cho khoai tây nè. Nhưng mà khoai tây cũng đâu có chịu. Tại còn sương á, cho nên thành ra là sớm sớm hơi lạnh lạnh. Nó giống trên Đà Lạt á. Đà Lạt sớm sớm là hay lạnh lắm. Ok, phải chứ. Bà già khoai tây đi chợ sáng. Rồi, trời ơi, ông bà cô chú nhìn nè. Cái tay vẫn ngoan ngoãn không có lấy cái khăn xuống luôn. Chà, cứ thích đưa cái ngón tay lên nè. Ok. Sáng sớm thế này là sẽ có bánh mì giảm giá ở đây nè, cho nên là ba khoai tây muốn mua bánh mì giảm giá này nè. Bánh mì này giảm 50%, cứ thể chia sẻ. Ha? Ok. Đây. Order is 20 teaser. This is so good. À, bánh mì baguette này ăn giống như bánh mì Việt Nam hơn. Tại giảm 50% mà bánh mì mà đâu có vấn đề gì đâu, cho nên thành ra là là tranh thủ đi mua sớm. Tranh thủ đi mua sớm chứ chứ để hả lát nữa là người ta mua hết trơn à. Là lý do mà hôm nay khoai tây dậy sớm đi mua bánh mì đó ông bà cô chú ơi. Ha, khoai tây ha. Ở đây phải tranh thủ dậy sớm đi mua bánh mì vậy chứ để lát nữa hết. Bây giờ này trong siêu thị đâu có ai đâu. Tại nó mở lúc 7 giờ mà mình đi lúc 7 giờ tới này khoảng cỡ 7 giờ 10, 7 giờ 15. Yeah, we have not no survive. Anh no ai?
Yes, Global Fashion. Để mua táo luôn, tại táo ở nhà hết trơn rồi. Giờ này đâu có ai đâu. Chỉ có gia đình khoai tây đi chợ sớm để mua bánh mì giảm giá. Tại vì lát nữa đi chợ về là ba khoai tây phải đi làm á, cho nên tranh thủ sớm. Đó, táo. Trái trái, trâu bình oak. Đây, nho cũng giảm giá này cho nên là sẽ mua nho về ăn. Cái này bị móc rồi. Ok, lấy thêm bịch bánh mì nữa nè. Order this is good, huh? Yeah, okay. Bánh mì này xong cái về má khoai tây bỏ vô cái nồi chiên không? Mua đồ. Du isst ja nicht gerne mit Körnern normalerweise, ne? Ja, ich kenne dich doch. Mach so nur Weißbrot. Okay, xong cái mình bỏ vô nồi chiên không dầu á, ấy hâm lên là nó giòn rụm luôn. Đây, cái sữa này còn có một đồng 35 thôi ta. Ôi xuất hơn này không không có đường, còn lại một đồng 35. Ok, ôi này xuất hơn hả? Dạ. Tại vì bình thường cái sữa này là, tại đây là sữa sữa gì ta? Oh yes, soja hat auch über 1 Euro gekostet, ne? Sehr günstiger geworden. Sữa này là sữa hạt nhân, nó thường là nó mắc tiền khoảng cỡ 2 đồng 79 cent một hộp, cái này còn lại 1 đồng 3. Cái này cũng vậy. Soja ngoài cái gì ta? Sữa đậu nành cũng còn có 95 cent nè. Sữa gì? Sữa dừa cũng còn 1 đồng 35 à. Ok, mua mỗi thứ một cái coi. Ok, mua mỗi thứ một cái về uống thử. Uống thử coi làm sao. Hạn lâu dài. Còn Mais, Erdnüsse, Sonnenblumenkerne. Dạ. Aber schon da winzig heute ist glaube nicht gut geschmeckt und da da sind Brötchen noch in Ordnung, aber diese can nicht gut. Tại vì á nó bị hôi dầu. Nếu mà mua hạt á, sợ hạt nó bị hôi dầu. Ok. Dạ, đây mọi người nhìn nè. Trời ơi. Da muss man so viel kaufen, wie man unterbringen kann und dann am nächsten Tag ist weg. Dạ. Tôm giảm giá, mọi người lấy hết trơn, mua hết trơn lúc trong khi đó hả? Hôm trước là quá trời một đống luôn, lấy sạch luôn, tại vì giảm giá ai là không muốn mua mà hạn sử dụng dài. Còn bên này thường là cái khu vực này là họ sẽ bỏ cá, canh quá trời không thấy cá đâu, cá mà ra một cái là hết sạch liền. Ok, dạ. Tại hôm nay sáng sớm khoai tây ngủ dậy sớm đó ông bà cô chú, cho nên là bây giờ còn mệt, còn buồn ngủ thôi, đi ra tính tiền thôi. Đúng là thời buổi khó khăn thành ra cho nên ai cũng hả tranh thủ mua hàng giảm giá hết á, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó.
Ok, ăn mua xong rồi. Ông có gì ta? Có bóp giảm giá 30% nhưng mà lại không có hàng. Khi nào? Có thể là ngày mai nó mới ra hàng, hoặc là nó chưa ra hàng, lát nữa mới ra. Giảm 30% là giảm nhiều á, mà bóc bây giờ lên giá, ngày xưa hả có 2 ơ 1 2 trái, bây giờ hả tới 2 ơ 3 1 trái, tăng 15%. Đấy, khoai tây. Đó, khoai tây đã thanh toán xong rồi đó ha, khoai tây ha. Còn mệt lắm. Đó, khoai tây hỏi ba thanh toán bao nhiêu tiền à? Để về con chuyển khoản lại hả? Yeah. Hai cha con khoai tây nè, hoành lại để mua nhá đó, để mua bắt giảm giá nè, tại vì hồi nãy bên kia không có nhìn thấy, nhưng mà mới bây giờ mới phát hiện là nó để bên phía này, đây nó để bên phía này, đây bắp ba giảm còn 30%. À, trời ơi, nó giảm giá nhưng mà không có ngon. Này, ta ta này. Cecilis ta ta. Shim. Miss Alice Albert. Somebody said we call in view and đang khóc view nít hỏi tớ and đang shim. Ơi, không có ngon. Giảm giá mà không ngon. Bị nấm mốc nữa, mua về nếu mà ngày mai luộc hôm nay liền thì được á, hôm mai á là nó bị hư liền. Ok, nên là đây là về làm mứt hoặc làm nước uống ngon lắm nè, nhưng mà không có mua mặc dù giảm giá, bởi vì á là ở vườn ông nội á nó có một cái cây rất là bự, không phải bự cũng vừa thôi, cho rác ra rất là nhiều trái để chờ đầu tháng 8 về nhà ông nội hái ha. Sao mình viết city in opa garden better ha. Ok, thôi vậy thôi, được rồi, về thôi đó đó. Đó, người ta đang vệ sinh sàn nhà chứ. Nó khó sức. What's this do? Hoa phân. Cây nút ha. It's better. Ok. What's that? Cây thuốc này. Mà không ăn bắt anh em nữa. Yeah. Or popping. Ok. Oh, but this is beside in this one. It's better. Ăn được không mày? Okay. Ich kriege eine Schokolade. Also, okay. Sợ ấm luôn á. Ai, mua rồi xong cái quành vô mua tiếp, bây giờ đi ra không biết cái đám hàng này người ta có cần phải kiểm hay không, thì mình là vẫn còn cái bill cho nên không sao, nhưng mà mất công kiểm tới kiểm lui. Và bây giờ đây, bởi vì sử dụng app cho nên thành ra là hôm nay app của ba khoai tây được một thanh sô cô la miễn phí, cho nên ảnh đi lấy nè. Yeah.
Ok. Dạ thôi. Ok, bây giờ chính thức là đi về đó. Đây, một buổi đi siêu thị sáng của gia đình khoai tây đã kết thúc ở đây. Khoai tây ơi, khoai tây, nhìn má nè. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của gia đình khoai tây. Xin hẹn gặp lại những video sau nha. Khoai tây bye bye và chào tạm biệt. Sáng sớm cho nó cho nên là mệt mỏi cả. Khoai tây bye bye.